Đây là món cá nướng đồng quê. Cá nướng đồng, đồng nha. Thấy không? Đồng. Cá nồi. Mà nướng thịt ở đồng quê nè. Thiên nhiên nè. Sáng tạo với ta có cái quạt nữa ha. Ở Sài Gòn nó cũng nướng cá, nó cúng rồi thần tài á. Mà cá nó nướng không có ngon. Không như ở đây đâu. Cầm nhìn cái bên chúng ta. Là khoảng giá bao nhiêu là có giá hả? Mít giờ nó vô tiền giá lắm rồi. Mấy ngàn cái cũng có nữa. Dạ hả? Ồ, dạ. Nhưng mà mít được cái bây giờ nó có công nghệ sấy khô á, nên người ta mua nhiều à. Nó làm mít sấy á. Được đó. Xuất khẩu. Dạ, còn phải rớt. Ăn ngon không? Có ăn nướng chưa? Dạ. Con nướng gà lần nào chưa? Rồi. Nhậu rồi, chứ nhậu mà nó mềm. Giờ mình thẻo á. Con thẻo mấy đường rồi chứ. Cái đồng hồ 700 ngàn nữa không? Đó, cái cửa sóc hả? Ừ. Cái kênh hang hả sao? Đó, đồ xịn á. Xịn sao ngon vậy? Em mua lại, buôn bán. Dưới mẹ chở rồi. Mẹ mới lật lên, mẹ kia nó còn cứ nhắc nó nữa. Chắc chắc mẹ, nó mềm xèo mẹ. Mẹ có sạc cái gì không? Rồi, mẹ cũng là dơ rồi né. Chính rồi, chính rồi. Chính rồi. Hay để xíu nữa đi cho chắc ăn. Không lật lên. Chính rồi. Chỗ này chưa chín. Chỗ này nó còn chưa chín. Chỗ nào cũng lỗ. Ừ, đó chợ. Chút, nó mới lực lên dai, nó còn dai vậy. Chợ đó cái đầu nó không nghe cái gần mà vừa đêm sau nó vô được mà dặn liền bụng biết cho mọi nhà mẹ đi sẵn cái nhân cái nhĩa xoài đi con này chín rồi nè đây rồi nó còn con này bảo đảm chín rồi nè chín rồi chín rồi đâu làm sao xét đó hả? Xé lên băng hả? Để lên rồi xé, ăn xé. Ta xé sẵn. Chắc xé sẵn mà. Mẹ đã lấy cái gì không xoài, bỏ đét không mẹ? Con này nhiều chèo luôn. Ở nồi thì không cái mầm nó còn chưa chín nè, thấy không? Cái này nó đỏ. Con lấy cái dĩa nè. Dĩa hả? Đâu có cái này không à. Dạ đừng đi về. Lên ngoài. Chẳng rồi nay con. Bớt chưa mà? Nay bớt rồi. Ở gửi trên mạng mua con. Dạ. Yeah. Được không rồi? Ừ, chủ yếu là tại vì mà sợ mà hay. Chứ bệnh mà như hết bội rồi con ơi. Dạ hả? Ừ. Rồi bữa hổm nay. Quay ngoài nắng á ngoài. Đi quay ngoài cái. Chưa có người lớn ngồi trước từ từ đang nha chưa ăn được ngồi đi cái
các bạn ăn tóc dài đứng đây là chừng cuốn vô nghe. Đánh xa nha, cái này là hai. Không đủ á, không đủ. Rồi. Không có con nào rồi đi anh quay cái này vô rồi. Vậy đó hả? Nào ơi. Này giới thiệu nha để biết mọi người biết nè. Mình là đồ ăn chính. Mình nó chiên chấm gà cũng ngon dữ lắm luôn. Thấy nó làm được hết trơn à. Rồi.
sáng đi về sớm, cái tủ cũng về chút sớm, anh ra được về. Về đây người ta cũng 9 mà ta đàn gái thì khoảng 9 giờ. Ủa, hai bữa ha, mùng 7 về mà. Ừ, 4 giờ, 4 giờ đi 6 giờ tới đây. Đãi mùng mấy đãi? Mùng 7 đãi vậy. Mùng 7 đãi rồi, mùng 7 sao cắm bông kịp? Mùng 7 đó, mùng 7 à. Cắm bông nhanh. Cắm bông nhanh mà. Được rồi. Được rồi. Bông bình thì nó ở, đang về rồi. Thì nó phải ở nhà rồi cho trong một ghế ở quận 2 đi vô nữa. Có một bạn quận 2. Tôi tính đi 2 xe là 1 xe là qua bên trần trai, 1 xe đi thẳng vô nhà. 2 vợ chồng 3 xe. Quá ai biết sao. 3 xe. 3 xe. Có ông bạn quận 2 vô thông á, thì nó điện nó chơi. Không. Cái này tao lên trời nói chuyện người lớn chứ không à. Đó. À anh ba chị ba với anh năm chị năm mày. Ờ 2 sao đi mày nhỏ. Tức là điện thoại qua nhà đèo đó. Ờ nhà hàng hả? Mày cứ bán nó ở. Ừ sao quá. Không có hai gọi điện qua người ta có bậy lại vô cái lời luôn nó không có không có gỡ luôn hai vô cái lớn người là chào của nó phải là cướp này mà nó bữa thì nó còn là còn nói đâu cái bằng cái này nó nói gì đâu nhà trai nói nhiều rồi hai con được tiền rồi nói con tao có nói cũng được tưởng được ra ngoài ra ngoài Cha làm gì lại quá. Henry. 18 không trời. Hai. Hai Henry. Cầm. 18 không mà. 18 không mà. 24. Tôi tính 24. Tôi tính 24. 18 không trả luôn nè. Ê. Ê. Mang 18 cho nó cứng chứ 24 là sẹo. 24 là sao? À, có khi nào con lấy vợ cho 24 con thấy cho 18 18 con thấy. Không á, cho tiền à, chú cho tiền à. Cho con chỉ đó là vợ sớm chứ Dũng mới nói Tết này tứ vợ cho con chị. Anh chỉ rồi mày đi tứ vợ cho con chị. Dạ lại lên giữ lại cho tiền được. Dạ hả? Không cho dạ mày cũng ba năm. Con làm sao à? Ê, cái sai nó nhỏ xíu mà sai nhỏ nó sai 16 rồi. Hai em cho tiền cho chú Giang. Thôi, cho tiền đi. Hai sẹt chuối chờ đây dựa vô sẹt. À, thiệt chứ. Con lo cái gì vậy mày? Con lo được cho Giang. Cái xe có cái chở người. Là chú muốn Giang giữ nè đây có đồ ăn, có đồ xài rồi. Cái xe tải chở đồ đó. Không đâu mày con. Không mày cậu chạy về xe nè. Không về đây mốt mốt nhiêu bên kia là vụ án luôn là. Là nó biết luôn á. Thế bà có vậy? Thế bà có chưa? Thế bà có. Thế bà có. Mày thấy cha mày sao? Cứ lo hoài xong là chết là nếu mà về chết nữa chứ không có chết thì đánh giá là chết. Hai triệu này hai chồng con lùa xuống sông con lùa đi luôn. Em bắt được bắt kè bà tao đi.